Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 2. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Chủ động phòng chống cách ly người Trung Quốc đến làm việc tại Hưng Yên. Các địa phương đơn vị tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Người dân vẫn chủ quan với việc phòng dịch viêm đường hô hấp cấp. Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. Gặp gỡ các đảng viên tiêu biểu ở huyện Phù Cử. Quý vị và các bạn, sau đây là công điện về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điện Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trước tình hình dịch do chủng mới virus corona diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31 trên 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Các trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại các trung tâm y tế tuyến huyện. Trường hợp nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại các trung tâm y tế tuyến huyện. Đối với các trường hợp khác, thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và trực tiếp xúc với người xung quanh. Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tiêu độc khử trùng, các gia đình, các hộ có tiếp xúc trực tiếp, liền kề và cơ sở lưu trú có người bị cách ly, lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ sức khỏe. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, bến xe, trường học, cơ sở y tế có biện pháp vệ sinh khử trùng hàng ngày, tuyệt đối xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm vệ sinh phòng dịch. Dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các lễ hội, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, hàng quán, vỉa hè, khu vui chơi, tránh để tụ tập đông người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kịch bản bệnh viện dã chiến 500 giường bệnh khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Bố trí nơi lưu trú công dân, người lao động từ Trung Quốc về Hưng Yên cần cách ly theo dõi tình hình sức khỏe khi chưa cần đến cơ sở y tế điều trị trong vòng 14 ngày. Hướng dẫn các địa phương không tổ chức giao lưu, hạn chế tối đa tổ chức liên hoan đông người, đi tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện ngay chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona kiểm tra nhanh công tác phòng chống dịch bệnh tại 4 trung tâm y tế huyện, thành phố là Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết từ các huyện, thành phố, đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận sự tích cực của các đơn vị với tinh thần quyết liệt nhưng bình tĩnh, không hoang mang. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý, giám sát những người đến từ vùng dịch cần phải được cách ly ngay, lực lượng công an cần phải phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương để thông tin giám sát, thực hiện cách ly. Việc cách ly cần phải có cơ sở vật chất tốt, tránh tâm lý không thoải mái cho đối tượng nghi nhiễm bệnh. Về vật tư, nhân lực, kinh phí, có thể đề nghị sự hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Việc phun khử khuẩn, ưu tiên các cơ sở y tế, trường học, các khu chợ, khu vực đông người, đảm bảo sức khỏe cho người bệnh và phòng dịch cho nhân viên y tế. Các trung tâm y tế cần theo dõi kỹ hướng dẫn của chính phủ và ban chỉ đạo tỉnh để chủ động thực hiện theo phương án 4 tại chỗ, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tỉnh.
Thực hiện công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 4 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào đã tổ chức cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn hai huyện để theo dõi về sức khỏe, đảm bảo 4 người Trung Quốc này không nhiễm virus corona. Tôi đang có mặt tại khu vực cách ly của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, nơi có 3 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 30 và 31 tháng 1. 3 người Trung Quốc này thì đang được các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe và theo dõi thường xuyên. Mỗi 1 giờ sẽ tiến hành đo thân nhiệt 1 lần. Cả 3 người Trung Quốc đang có sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện của việc nhiễm virus corona. Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ thì cũng đã bố trí 10 giường bệnh tại khu vực cách ly. Có 2 trong số 3 người Trung Quốc đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề, đóng trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, một người lưu trú tại thôn Tử Cầu, xã Dây Phạm. Cung cấp đầy đủ điều kiện sinh hoạt cũng như là ăn nghỉ cho 3 công dân của Trung Quốc. Huyện Yên Mỹ tổ chức phun thuốc khử trùng tại nơi ở, nơi làm việc của 3 người Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Công nhân bắt đầu đi vào xưởng là toàn bộ khẩu trang công nhân cần phải đeo. Mỗi một người công nhân đều phải được bắn nhiệt độ. Sau cái đấy mới được vào trong xưởng. Và nếu như công nhân nào nhiệt độ quá cao so với 37 độ trở lên thì công ty sẽ cho phép đi về nhà và cách ly ạ. Thống kê chưa đầy đủ, Yên Mỹ có khoảng 50 người Trung Quốc đang lưu trú và làm việc tại các công ty trên địa bàn. Huyện ủy, rồi Ủy ban nhân huyện đã thành lập ngay cái ban chỉ đạo phòng chống dịch. Thế và hai, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phân công đến từng thành viên trong ban chỉ đạo. Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào đang cách ly một người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hôm 31 tháng 1. Sức khỏe người này hiện đang bình thường. Đến cách ly là chúng tôi đã phun thuốc diệt trùng tại cái nơi ở của đồng chí này. Và đến cơ quan là cũng phun thuốc diệt trùng. Sau đó về đây thì chúng tôi cách ly đồng chí của Trung Quốc này thì rất là hợp tác trong việc phòng chống dịch. Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào bố trí 50 giường bệnh tại khu vực cách ly. Nếu có nhiều người cần cách ly, có thể được tăng lên 100 giường. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có khoảng trên 80 người Trung Quốc đang làm việc và lưu trú. Chúng tôi yêu cầu người Trung Quốc là không được di chuyển hoặc đi đến các cái khu vực xung quanh cộng đồng và thực hiện là cái việc giám sát ở tại chỗ. Trung tâm Y tế và các cơ quan chuyên môn về y tế thường xuyên có đến kiểm tra và cũng giao cho các chính quyền địa phương giám sát cái việc thực hiện cách ly theo đúng quy định. Những người có nguy cơ nhiễm virus corona sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày. Toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona. Tiếp theo là tin về các địa phương chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Sau khi phát hiện một trường hợp tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, trở về từ Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, có các biểu hiện như đau họng, ho, sốt đang được theo dõi và điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới theo quy định. Thành phố Hưng Yên đã chủ động nắm bắt tình hình và tăng cường các biện pháp phòng dịch. Thành phố Hưng Yên thành lập khu vực khám phân loại bệnh viêm đường hô hấp cấp, chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh tại khu cách ly đặc biệt. Hai đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ các trạm y tế xã phường và một đội cấp cứu nội viện để điều trị tại bệnh viện cho các bệnh nhân. Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên cũng chuẩn bị 5.000 khẩu trang, 100 bộ quần áo bảo hộ để phòng chống dịch bệnh, chủ động cấp 1,1 tấn hóa chất phun khử trùng tiêu độc toàn bộ các trường học, bến xe, chợ và các điểm di tích trực thuộc thành phố Hưng Yên. Trung tâm Y tế đã cử cán bộ và cử đến để giám sát, lập danh sách các cái người nhà, người thân có liên quan và có tiếp xúc với bệnh nhân. Và ngay sáng ngày hôm nay là ngày 5 tháng 2 thì đã cử tổ phòng dịch đến hai địa điểm mà bệnh nhân sinh sống là Trung Nghĩa và Bảo Khê để tiến hành phun khử độc tiêu trùng. Tại một số điểm công cộng, trụ sở làm việc của huyện Ân Thi đang tổ chức phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí. Mỗi xã thị trấn được cấp 5kg chloramin B phun sát trùng khử khuẩn. Trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, thuốc tại Trung tâm Y tế huyện hiện nay vẫn đáp ứng đủ. Trung tâm đề xuất thêm hơn 20.000 khẩu trang y tế, các loại thuốc phun phòng, dung dịch sát khuẩn và quần áo bảo hộ. Ngày 4 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi cách ly theo dõi sức khỏe một người tại xã Quang Vinh đang làm việc tại khu công nghiệp Phố Đối B với triệu chứng sốt, ho, đau tức ngực. Trước đó, bệnh nhân trên có tiếp xúc với người Trung Quốc. Tôi cách ly theo đúng quy trình và cách ly và đã cử một ekip bác sĩ và y tá. Mọi phương pháp
phòng chống lây lan là chúng tôi cũng đã quần áo bảo hộ và cách ly tuyệt đối cả một kíp. Các doanh nghiệp, cơ quan, chuyên môn của huyện đang lập danh sách, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc với người đi hoặc đến Trung Quốc trở về. Cùng với tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh cho các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn, hiệu trưởng các nhà trường, cán bộ phụ trách y tế các công ty doanh nghiệp huyện Phù Cử phun phòng dịch bằng thuốc sát khuẩn tại các công sở, trường học. Nhiều tập thể, cá nhân phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng chống dịch. Trung tâm Y tế huyện Kim Động tập huấn cho cán bộ y bác sĩ của trung tâm và các trạm y tế xã trên địa bàn huyện để chủ động ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, chuẩn bị giường bệnh và sắp xếp 3 khu gồm khu nghi ngờ, khu điều trị, khu cách ly sau điều trị. Huyện đã phun hóa chất khử trùng đối với trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân, trung tâm y tế huyện với số lượng 2 tạ thuốc, tương đương với 1.000 lít thuốc khử trùng. Từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, tiếp tục phun hóa chất khử trùng tới các trường học, khu đông dân cư và một số khu vực khác. Các tiểu thương trên địa bàn huyện Khoái Châu chủ động công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo không lây nhiễm cho người dân. Tại chợ Phủ, thị trấn Khoái Châu, nơi tập trung đông các tiểu thương và người dân buôn bán, để chủ động công tác phòng chống dịch cho hàng trăm tiểu thương tại khu chợ, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Doãn phát khẩu trang y tế miễn phí cho các tiểu thương và khách hàng. Các tiểu thương tại chợ đã chủ động việc phòng chống và tuyên truyền để mọi người dân ý thức phòng tránh dịch bệnh chỗ đông người. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Doãn là cũng đã có những cái biện pháp để ngăn ngừa như thế này, chúng tôi là yên tâm. Đến chợ Phủ huyện Khoái Châu này thì thấy các cô cũng phát cho tất cả các chị em và những người đi mua hàng và rồi những người bán hàng ở trong này. Chương trình này rất là có ý nghĩa với tất cả toàn dân. Mong là các cái chương trình này sẽ nhân rộng ra tất cả các chợ khác. Trước thực trạng trên, các điểm chợ tại huyện Khoái Châu đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho tiểu thương và người dân để phòng chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona gây ra. Việt Nam đã chính thức công bố dịch virus corona với số ca nhiễm bệnh lên đến 10 người tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. Bộ Y tế cùng với các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân nên chủ động phòng tránh dịch bệnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh ta, người dân vẫn có tâm lý chủ quan trước đại dịch nguy hiểm này. Là mình gần đây mà, nên là mình ra đây cũng một tí thôi, là cũng mình không cần phải phòng tránh gì cả. Ở Hưng Yên thì vẫn chưa có một vụ nào cả thì là mình vẫn rất là yên tâm. Mọi người cũng đeo khẩu trang đấy, nhưng mà ở đây thì chị chưa thấy ai có bị bệnh đấy cả. Một ngày có khi ngày bán vài trăm người mà người ta mua bán cũng vẫn bình thường mà. Tại chợ Phố Hiến, bên cạnh một số người chủ động đeo khẩu trang, bao tay, vẫn còn nhiều người có tâm lý chủ quan khi giao tiếp, tiếp xúc ở nơi đông người. Họ nghĩ là dịch chưa về đến Hưng Yên thôi, tức là họ nghĩ là còn cách xa họ. Đấy, cho nên là họ chưa có ý thức, chưa chủ động được phòng bệnh. Thời điểm đầu xuân, một số di tích văn hóa của thành phố Hưng Yên như Đền Mẫu, Đền Trần, mặc dù lượng người đến tham quan đi lễ giảm so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng vẫn có nhiều người thờ ơ với dịch bệnh, không đeo khẩu trang. Việc đi lễ đầu xuân này, nó có chỉ có lo lắng gì về cái dịch bệnh này không ạ? Mình cũng lo lắng, nhưng mình cũng có phòng tránh. Thì cái việc tại sao mình đến những nơi đông người này thì mình không đeo khẩu trang hả chị? Em có đeo khẩu trang, nhưng vào lễ thì em bỏ ra đấy. Công tác phòng dịch được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành chú trọng khẩn trương có các biện pháp cụ thể như cho toàn bộ học sinh nghỉ học để tránh lây lan dịch, thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe với người từ vùng dịch trở lại làm việc sau Tết, thường xuyên tuyên truyền tại các bến xe, nơi công cộng về dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức của người dân về đại dịch nguy hiểm này. Đề nghị cán bộ, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, sử dụng hóa chất sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh lây lan. Đầu xuân năm mới, chúc bà con hành khách đi lại an toàn. Tính đến sáng ngày 5 tháng 2 thì trên thế giới đã có trên 24.000 ca mắc bệnh, khiến cho 492 người tử vong bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tại Việt Nam thì cũng đã xác nhận 10 ca dương tính với dịch bệnh này.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân nên chủ động phòng tránh, khống chế dịch, thường xuyên rửa tay với xà phòng, tránh tiếp xúc những chỗ đông người và đeo khẩu trang ra nơi đông người. Hy vọng mọi người sẽ nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân mình cũng như toàn cộng đồng. Nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và vật tư y tế. Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 7 cơ sở vi phạm, phạt trên 8 triệu đồng, trong đó 4 cơ sở không niêm yết giá bán tại thành phố Hưng Yên, đó là các hộ Trần Thị Phương số 121 và Nguyễn Thị Thập số 154 đường Điện Biên, phường Lê Lợi, Trần Đình Trường, chợ đầu xã Trung Nghĩa, An Thị Vui, xã Quảng Châu. 2 cơ sở ở thị xã Mỹ Hào vi phạm không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định và bày bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đó là hộ Trần Thị Hạnh, phường Nhân Hòa và Nguyễn Thị Hoa, khu Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân. Lực lượng chức năng yêu cầu gần 200 cơ sở ký cam kết không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá hàng hóa bất hợp lý. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Tin học Thống kê Sở Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, trong xu thế phát triển như hiện nay, khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng trong việc phát minh và ứng dụng vào sản xuất và cuộc sống. Vì vậy, trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Xuân Hải cần nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết với cơ quan đơn vị, có nhiều sáng kiến để phục vụ sự phát triển chung của tỉnh. Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị do Ban báo chí tháng 2 năm 2020. Trong tháng 1 năm 2020, các cơ quan báo chí tuyên truyền đúng định hướng có trọng tâm trọng điểm, kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự chính trị trong nước, trong tỉnh. Trong tháng 2 năm 2020, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chương trình đề án kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu cụm công nghiệp, khu dân cư, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, Phù Cừ là địa phương có truyền thống cách mạng, nơi có nhiều người con ưu tú cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những đảng viên tiêu biểu lão thành của huyện. Nếu không có Đảng Bác Hồ, đời ta còn chịu héo khô lụi tàn. Dân ta khổ cực lầm than, mất nhà, mất nước, muôn vàn khổ đau. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, ngôi nhà của ông Đinh Chí Miễn, 82 tuổi, đảng viên 50 năm tuổi Đảng ở thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, luôn rộn rã tiếng nói cười và tiếng đọc thơ của các thành viên câu lạc bộ thơ xã Minh Hoàng. Năm 1959, ông Miễn nhập ngũ tại Sư đoàn 320 quân khu 3 và có 15 năm phục vụ chiến đấu trong quân đội. Sau khi xuất ngũ, ông tích cực tham gia công tác tại địa phương, từng đảm nhận vai trò là phó bí thư đảng ủy xã, chủ nhiệm hợp tác xã, phụ trách câu lạc bộ thơ ca xã Minh Hoàng. Cán bộ đảng viên và nhân dân xã Minh Hoàng luôn ngợi khen ông về tinh thần gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Giữ trọn lời hứa với Đảng, còn sống khỏe, còn phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, nên dù đã nghỉ hưu 15 năm, nhưng đảng viên Nguyễn Hữu Bắc ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng vẫn nhiệt tình với các phong trào của địa phương. Ông Bắc là thương binh hạng 4/4, đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Cừ. Từ khi nghỉ hưu,
ông Bắc đảm nhận vai trò chủ tịch chi hội và hội người cao tuổi của xã. Tuổi cao nhưng mà cái trí như vậy vẫn còn cao, cũng không thể dù lùi bước được, vẫn hoạt động tham gia công tác của địa phương cho sống vui sống khỏe và thấy mình trẻ khỏe và phấn khởi hơn. Dù đã 90 tuổi nhưng ông Trần Huy Học, đảng viên hơn 65 năm tuổi đảng ở thôn Duyên Linh, xã Đỉnh Cao, vẫn rất minh mẫn và mạnh khỏe. Ông Học tham gia hoạt động phong trào địa phương và hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi. Ông đã chiến đấu ở nhiều mặt trận và từng đảm nhận cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Phòng Không Không Quân. Sau 30 năm chiến đấu và công tác, khi nghỉ hưu, ông Học lại tiếp tục đóng góp thêm 16 năm công tác xã hội tại xã Đỉnh Cao. Nếp sống của cụ ở đây mà làm cho chúng tôi là trưởng thành rất là nhiều, rất mãn nguyện cho đến bây giờ vẫn còn được sống cùng với cụ, chăm sóc cụ hàng ngày. Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Cử có hơn 4.900 đảng viên, trong đó có 30 đảng viên trên 70 năm tuổi đảng. Các thế hệ đảng viên của huyện Phù Cử đã đối tiếp nhau viết lên trang sử vẻ vang về một miền quê anh hùng cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.